Chào các bạn, hôm nay cô hướng dẫn cho các bạn làm bài test for unit 3 nha mấy bạn. Rồi, phần đầu tiên là mấy bạn sẽ chọn từ gạch dưới choose the word that has underlined part pronounced differently from that of the others. Có nghĩa là hãy chọn một cái từ mà có cái phần gạch dưới mấy bạn phát âm khác so với những từ còn lại. Ok, rồi mấy bạn nhìn ha. Cô đọc ha, feed, clean, sweep, head. Thì mấy bạn thấy từ nào khác mấy bạn? Y hết nè, sweep, clean, feed. Cho nên head âm e ha, khác đi, ok. Rồi, tiếp floor, for, room, door. Rất dễ đúng không bạn? Room ha, này khác nè. Sink, knife, fire, rice. Âm i hết đúng không? Này y nè mấy bạn. Sink, cái bồn rửa ha. Rồi, house, cot. Couch, ought, counter, counter, couch, house. Cái này là ought, ought to các bạn. Cần phải làm gì ha, khác nè. Candy, fry, many, happy, y y hết ha. Riêng cái này là fry, khác nè, be, ok. Rồi, phần thứ hai, choose the most suitable words or phrases to fill the blanks. Hãy chọn cái từ hợp nhất hoặc là cụm từ hợp nhất để mà điền vào chỗ trống mấy bạn. Có bốn đáp án ha. The children are old enough to look after. Look after là chăm sóc mấy bạn. Bọn trẻ đủ lớn để mà tự chăm sóc bản thân đúng không? Chăm sóc chính bọn chúng, cho nên the children là số nhiều, cho nên cô chỉ có thể chọn chữ đâm đâm gì? Themselves, ok. Cái này là đại từ phản thân mấy bạn. Còn nhớ không? Đại từ phản thân. The children là they á, thì sẽ là themselves. Rồi, we ought, hôm nãy mới nói nè, we ought to the wardrobe. Wardrobe là gì mấy bạn? Cái tủ mấy bạn, tủ quần áo đó, in the corner opposite the bed. Hãy đẩy cái tủ vô cái góc đối diện cái giường á. Vậy thì là gì? Hai từ này không đúng ha, cô chọn to push. Push là đẩy mấy bạn. Và ought to là cần phải làm gì đó ha. Ought to đi với to, ok. Rồi, we should go to the, rồi, buy some fish and vegetable. Mua rau củ quả và cá thì đi cái gì mấy bạn? Ha, chỉ có thể đi gì? Market, cái này từ vựng thôi. I lặp 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 work every day from 8:30 to 5:30. I gì mấy bạn? I must, tôi phải hả? I should, I have to hay là I ought to mấy bạn? Đây là mấy bạn phải ghi chữ gì mấy bạn? I have to ha. Tôi phải làm việc mỗi ngày từ tôi nên không đúng, tôi bắt buộc không cũng không được ha. Ought to là tôi cần, không hợp lý lắm. Cho nên là I have to ha, tôi phải. Ok. Rồi the calendar is the clock. Cái lịch á, cái tờ lịch á thì như thế nào so với cái đồng hồ? Rồi còn và cái gì? The picture and the lamp. Between là chắc chắn là có chữ and, là cô chắc chắn là chọn between. Vậy là between ở đây có be và gì? Between là gì mấy bạn? Chọn between thì bây giờ chỉ còn có be và see thôi. Vì là under hay là behind. Behind là phía sau không được, cho nên đáp án phải là be mấy bạn. Under ha, cái tờ lịch thì dưới cái đồng hồ, ở giữa bức tranh và cái đèn ha. Rồi she work hard. Cô ấy làm việc chăm chỉ, gọi là chăm chỉ đó. She could pass the exam, the final exam, để mà có thể đậu kỳ thi cuối á. Vì là gì mấy bạn? Để mà thì mấy bạn chọn cái gì đây? So đá, để mà ha. In order to, sau đó là verb nè. Result cũng không được, kết quả là ha. So are to không đúng, chỉ có thể là so đá, để mà sau đó phải là một câu nguyên mẫu ha, she cộng verb nè, một cái câu hoàn chỉnh, cho nên chúng ta dùng so that để mà. In order to với so as to cũng là gì? Cũng là để mà ha, nhưng mà hai cái đó sau đó phải là động từ nguyên mẫu. Còn đây là she could pass thì đây là một câu hoàn chỉnh, cho nên không dùng in order to hoặc là so as to được. At the result, thế này không đúng mấy bạn. Kết quả là thế này không được, để mà ha. Rồi let's paint the house. Hãy sơn cái nhà, it will be much cheaper.
À, giống như là hãy tự sơn nhà đi, nó sẽ rẻ hơn nhiều. Thì bây giờ mấy bạn nghĩ coi yourself, herself, ourselves hay là themselves mấy bạn. Ừ, giống như là đề nghị là chúng ta ha, chúng ta hãy tự mình sơn nhà của mình đi thì nó sẽ rẻ hơn nhiều, hợp lý hơn. Nói chung là nói về tình huống thôi mấy bạn. Dùng ourselves là giống như là bảo cả nhà hãy tự, chúng ta hãy tự sơn nhà đi thì nó sẽ rẻ hơn ha. Those are already shoes are very well made. Well made có nghĩa là được được làm, nó rất là chất lượng, rất tốt. Day, a long time, thì mấy bạn chọn gì mấy bạn? They will, cái đôi giày này được làm rất là tốt cho nên chúng sẽ tức là sẽ sử dụng được rất là lâu ha. Mình nhớ dùng sẽ ở đây ha, tình huống này mình sẽ dùng cho tương lai ha. Rồi are going to cũng được, đang sắp sửa, must phải. Last ở đây là động từ mấy bạn, last ở đây là kéo dài mấy bạn nha, last. Rồi, is it dangerous to let children? À, thật là nguy hiểm để mà để cho học sinh, để cho trẻ con cái gì in the kitchen chơi ha. Let sau let phải là gì mấy bạn? Động từ nguyên mẫu, cô nhắc lại sau let phải là động từ nguyên mẫu. Cho nên ở đây mấy bạn chỉ có thể chọn A thôi ha. Play. Thật nguy hiểm để mà để cho mấy đứa bọn trẻ chơi trong bếp. Rồi, we got a problem, chúng tôi có một cái vấn đề là vấn đề, trời, vấn tôi hy vọng là gì, bạn có thể giúp. We, thì cho nên mấy bạn sẽ chọn chữ nào mấy bạn? Us. À, chúng tôi hy vọng là bạn có thể giúp được chúng tôi ha, chữ we thì phải là us. Còn đây tất cả đều là đại từ phản thân, không hợp lý mấy bạn. Rồi mấy bạn, qua phần 2 la mã ha, mình sẽ correct form of the verbs, chia thì mấy bạn, cái dạng đúng của động từ có nghĩa là gì? Chia thì, brackets là trong cái ngoặc các bạn. Although I have a car, mặc dù cái này đơn giản thôi các bạn, mặc dù tôi có một cái xe hơi, have mình giữ nguyên ha. I have a car, I refer. Mấy bạn còn nhớ chữ refer không? Refer phải đi với to mấy bạn. To ha. I refer to travel. Sau refer thì phải là động từ nguyên mẫu có to ha. I refer to, tôi thích đi bằng xe lửa hơn, đặc biệt là nếu I have to, nếu mà tôi phải làm một cái chuyến, sau to là verb nguyên mẫu thôi, have to ha, cộng cho động từ nguyên mẫu. Nếu mà tôi phải làm một cái chuyến đi dài, journey, chuyến đi dài. Khi mà cái máy bay, travel, trains ở đây là số ít mấy bạn, cho nên chữ travel cô thêm s thôi ha, vậy cho nó nhanh nè ha. Travels, khi mà máy bay nó đi đi với tốc độ cao nhất á ha, travels. Ok, rồi I can, sau can là gì mấy bạn? Động từ nguyên mẫu cho nên relax, cô giữ nguyên mấy bạn. Sau can là verb, verb gì? Verb nguyên mẫu này dễ rồi ha. Rồi or just, số 6 thì mấy bạn cũng đi theo cái thằng động từ này thôi ha. Can thì nó sẽ đi theo chữ relax là động từ và chữ look luôn, nó cùng một câu, cùng một câu cho nên mình chia theo mấy bạn. Can thì cũng động từ nguyên mẫu cho nên chữ look cô giữ nguyên nè ha. Rồi sometimes the movement of the train, the movement là sự di chuyển của cái xe lửa này á. Thì sao mấy bạn? Sự di chuyển, đây là số ít mấy bạn, sự di chuyển của một cái xe lửa, số ít cho nên chữ keeps này cô, nó là chủ ngữ nè. Và bây giờ động từ, chủ ngữ là số ít thì động từ sẽ có s, vậy thôi. Đây đang nói về sự thật, làm cho tôi bị buồn ngủ. Rồi something you couldn't do why? À, có cái thứ và có cái điều mà bạn không thể làm trong khi bạn lái xe, đúng không? Là đi xe có thể ngủ, xe lửa thì có thể ngủ, nhưng xe hơi thì không nha. Và why ở đây á, là driving, mấy bạn thêm in vô cho cô cái việc lái xe, cho nên mấy bạn phải biến thành động từ có in cho cô, giống như nó biến thành một danh từ á, cái việc lái xe ha. Và sau why. Rồi the trouble, the trouble là cái rắc rối, đây là danh từ mấy bạn, số ít nữa cho nên mấy bạn sẽ dùng chữ gì? Is, the trouble is that I hate. Mấy bạn còn nhớ chữ like không? Like là thích, còn trái nghĩa là hate là gì? Ghét. Cho nên cô sẽ chọn chữ gì mấy bạn? Sau like, sau like thì sẽ là verb nguyên mẫu mấy bạn. Sorry, cô gõ đây. À, cô thêm in đi. Cô thêm in là được mấy bạn. Cô thêm in ở chỗ này ha. Rồi, waiting. Nhớ nha, hate, waiting. Nó giống như like vậy đó. Sau like hoặc sau hate sẽ là động từ có in. Ok. Rồi, and I like gì? I like get angry. À, gì? Sorry. And I get
I là chủ ngữ đặc biệt ha, cho nên động từ sẽ không có gì. I get angry when I have to waste time on. À, tôi rất là tức giận khi mà tôi phải gọi là waste time, có nghĩa là phí thời gian á, phí thời gian. On, sau on là gì mấy bạn? Sau on là giới từ. À sorry, on là giới từ và sau giới từ là động từ có in mấy bạn. Cho nên cô sẽ dùng looking thêm in thôi. Sau on là giới từ, sau giới từ thì động từ phải có in ha. Vậy thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm điểm phần 4 La Mã là gì mấy bạn? Underline là gạch dưới. Cái từ hoặc cụm từ that needs correcting, cái mà cần phải sửa, có nghĩa là nó bị sai đó mấy bạn. Cái này underline gì mình circle luôn cho nó đơn giản mấy bạn. Rồi, I can stay in bed tomorrow morning because I haven't to. I don't have mấy bạn. Phải làm gì đó là have to, còn don't không phải làm gì đó đó phải nói là I don't have to. Chứ không có dùng haven't ở đây được mấy bạn. Này sai nè, haven't không phải, phủ định phải là mượn đỡ trợ động từ don't. Don't have. Okay. The student ought to learn their lesson careful. Careful hả? Before the exam. Này sai mấy bạn. Carefully nha. Phải là carefully. Đúng không? Carefully, bởi vì động từ ở đây là gì? Learn là động từ thường. Mà cô nói gì? Động từ thường ta dùng trạng từ ha, không dùng tính từ careful được. Carefully. Don't worry so much, the children can look after themselves. À, themselves thì kỳ cục vậy, sai rồi nè. Themselves, chữ themselves kia kìa. Mấy bạn còn nhớ không? Bỏ này đi, thêm VES mấy bạn. Nhớ không? Đó, là bọn trẻ có thể tự chăm sóc mình, mới nói từ cái phần trước. Rồi, I must not let children to play in the kitchen because it's a dangerous place. Rồi, bây giờ mấy bạn sẽ chọn câu nào? Câu số 4, mấy bạn phải chọn chữ play ha. Cô nói gì? Sau let là động từ nguyên mẫu không to, ở đây có to nè, không được. Rồi, let's put, này sai luôn nè. Sau let là động từ gì? Nguyên mẫu mấy bạn. Cho nên không có tin được đâu, bỏ luôn cái cụm này ha. Rồi, bỏ, bỏ, bỏ. Rồi, khỏi đọc đi. It takes me 2 hours to do all the household score every day. Chữ score này là những cái việc lặt vặt trong nhà mấy bạn. Dịch dịch ra nguyên cái cụm này, household scores là những cái việc lặt vặt trong nhà. Cho nên số nhiều mấy bạn, chữ scores ở đây sai, mấy bạn phải thêm S nè mấy bạn. Những cái việc vặt vặt trong nhà cho nên là đếm được ha, chữ scores. Rồi, chữ ở dưới, we put the doll on the shelf among. Among sao mà among được? Cái này là and nè mấy bạn. Giữa cái bình hoa và cái đèn, cho nên among sai rồi, phải dùng chữ gì? Between. Between ở giữa. Between thì đi với and ha. You don't have to drive fast. Bạn không phải lái xe hơn 6 km một giờ, hoặc là bạn, nếu không bạn sẽ bị phạt mấy bạn. Might, có lẽ là get a ticket là bị phạt á, nguyên cái cụm từ này ý nó là ticket ở đây là bị phạt á nha. Cho nên don't have ở đây là khi mà mình nói về cái việc mà mình không được phép làm, nó thành luật rồi, mấy bạn phải dùng chữ must hoặc là mustn't. Cho nên chữ a chữ don't have không đúng mấy bạn. Have to là phải làm gì đó, còn cái này nó quy về luật rồi, phải làm gì, không được làm gì hoặc được làm gì, phải là must hoặc là mustn't. Ở đây phủ định ta phải sửa là gì? You mustn't. Và mustn't thì không có to nha. You mustn't drive. Ok, bạn không được phép. Rồi câu chính. Why do we have to put all dangerous objects out of the children's reach? À, cái chữ reach này là danh từ mấy bạn. Tầm với. Tầm với. Vậy thì thiếu cái gì mấy bạn? Của trẻ con. Tầm với của trẻ con. Cho nên phải có chữ của ở đây nữa. Cho nên phải thêm chữ S mấy bạn. Tầm với của trẻ con. Có nghĩa là phải để những cái thứ mà nguy hiểm á, ra khỏi tầm với của trẻ con. Rồi, tiếp mấy bạn. Do you like working with other people or do you refer working yourself? Thì cái nào mấy bạn? Working by yourself. Nó thì nó sai ở câu đi mấy bạn. Thiếu chữ by nè. Tự mình làm. Phải có chữ by ha, by yourself. Hay là bạn thích làm việc với người khác hay là mình, hay là tự mình làm ha, by yourself. Rồi cái phần này là correct form,
correct word form là word form á bạn, cái phần word form là cái phần dạng đúng của từ đó. Thì cái bài này rất rất là khó. Thứ nhất, bước thứ nhất chúng ta phải xác định xem nó cần một cái gì: động từ, danh từ, tính từ, trạng từ. Hay rồi, bước thứ nhất rồi sau đó chúng ta phải nhớ được cái từ đó. Cho nên á, việc đầu tiên mấy bạn muốn làm được phần này là mấy bạn phải nhớ từ. Cho nên mấy bạn hãy có một cái quyển sổ nho nhỏ, trong đó mình sẽ ghi những cái word form. Học từ lớp 8 cho tới lớp 9 thì mấy bạn có thể đậu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nha. Cho nên mà mấy bạn để muộn quá không nổi đâu ha. Rồi, việc đầu tiên phải xác định nó cần gì. Cô ấy luôn luôn lo lắng về, à sau sau the phải là một danh từ mấy bạn. À, so sánh lo lắng về cái gì đó của gia đình cô ta. À, ở đây nó cho chữ safe. Safe ở đây là động danh, là tính từ, nhưng chúng ta cần danh từ. Vậy danh từ của safe là gì mấy bạn? Ai biết nào? Safety ha. Đây. Take note lại, ghi lại, học đi. Rồi, don't leave. Sorry, don't leave the light on. Đừng có bật đèn. It's waste. Đừng có để đèn sáng. It's waste gì? Electric ở đây cũng không đúng, mà nó cần một danh từ mấy bạn. Nó sẽ vậy, nó sẽ phí điện. Mà danh từ của từ electric là gì mấy bạn? Electricity. Đây là điện mấy bạn, nó là danh từ ha. Rồi, most teenagers like taking part on. Take part on là gì mấy bạn? Cái cụm từ gốc take part in. Take part in là tham gia. À, tham gia vào cái việc gì đó. Vậy tham gia cái service. Service là những cái việc phục vụ mà phục vụ cộng đồng, gọi là phục vụ cộng đồng. Ví dụ như bây giờ đang Covid như vậy nè ha, những cái người xin tình nguyện tham gia những cái dịch vụ cộng đồng, thì những cái thì sẽ có một cái từ gì mấy bạn? À, community service là những cái dịch vụ cộng đồng đó bạn, những cái việc cộng đồng á, làm tự nguyện á mấy bạn ha. Community service, communal không đúng, này là tính từ. Rồi, the driver is very very gì mấy bạn? Cái này dễ nè ha, danger động từ. Bây giờ ta cần một gì? Tính à, cần một tính từ, đúng rồi, very dangerous ha, bởi vì đây là động từ to be nè mấy bạn. Is nè, cho nên sau đó phải là một gì? Tính từ. Rồi, the những cái quả bom á, thì nói chung là bom thì rất là nguy hiểm mấy bạn, terrible rất là kinh khủng khiếp, là destroy ở đây là động từ đúng không? Mà chúng ta sẽ cần một gì mấy bạn? Danh từ trước the, sorry sau the phải là một danh từ, là cái sự phá hủy của cái bom á, rất là kinh khủng ha, bom nguyên tử hả? Cho nên destroy, vậy là danh từ của nó là chữ này nè mấy bạn. Destruction, ghi vô nha. Destruction, sự phá hủy. Rồi, danh từ. Rồi, hard work always, cái việc mà chăm chỉ thì luôn luôn mang lại thành công. Vậy bring là động từ đúng không? Bring là động từ vì mang lại sự thành công. Vậy chúng ta cần một gì? Danh từ. Ok. Mà succeed ở đây là động từ mấy bạn, không được. Cho nên danh từ của succeed là gì? Success, mang lại sự thành công, nó là danh từ á ha. Rồi, those clothes, à cái đống quần áo đó thì cái những cái quần áo đó thì suit là phù hợp, nó là động từ. Nhưng mà ở đây là gì? To be, cho nên ta cần một tính từ mấy bạn. Suitable for, mấy bạn có biết cụm từ này không? Suitable for có là phù hợp với, nó đi với tới với giới từ for mấy bạn. Suitable for, phù hợp với thời tiết lạnh, những cái quần áo đó phù hợp với thời tiết lạnh. À, tính nó ta dùng tính từ bởi vì đằng trước là to be mấy bạn, suit là không đúng ha, bởi vì suit là động từ, không không đúng ở đây, có động từ rồi. Rồi, we must put all medicines in, chúng ta phải để hết tất cả thuốc ở trong cái tủ mà được khóa mấy bạn. Cupboards, cupboards là cái tủ ha. Và bây giờ mấy bạn biết cái tủ được khóa, về chữ lock ở đây nó là động từ nè, nhưng mà chúng ta cần một tính từ mấy bạn, tính từ ở dạng bị động luôn, cái tủ được khóa. Vậy thì động từ lock mà biến thành tính từ dạng bị động mấy bạn, thì là chữ này thêm ed vô là cái tủ đã được khóa ha. Clock cupboards, clock ở đây nó đứng ở vai trò là tính từ và nó thêm ed và theo nghĩa gì? Bị động ha, cái tủ mà được khóa lại cho nó an toàn mấy bạn.
Rồi, đây là một cái bài đọc. Chúng ta sẽ làm như thế nào? Khi mà chúng ta gặp một cái bài đọc như thế này thì chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước rồi dò nhanh lên ở phía trên để mà xác định cho nó lẹ, chứ đừng có đọc bài trước. Các bạn đọc bài trước nhiều khi mất thời gian. Rồi, T có nghĩa là đúng với bạn true. Hãy đọc cái bài này, paste it, then write T a true or false for the following sentences. Cho những cái câu ở phía dưới ha, T hoặc là F, T là đúng với bạn, true, false là sai. Rồi cô đọc nào, the writer là cái người viết các bạn, are trying to arrange her new house neatly. Cái người viết này đang cố gắng sắp xếp, arrange, sắp xếp cái nhà mới của mình một cách gì, trật tự ha, một cách sạch gọn gàng á, neatly, trạng từ ha. Đây nè, in order ha, tôi đang cố gắng làm cho cái nhà của tôi á, nó in order là theo một cái trật tự. Vậy câu này đúng với bạn ha, neatly nó bằng với in order, đúng không? Sắp xếp lại cho nó gọn gàng đồ á. Rồi câu số 2 mấy bạn, cái căn phòng này không đủ lớn để mà giữ hết tất cả sách, có nghĩa là chứa hết tất cả sách của cô ấy. Mình đọc đi. Tôi có hàng ngàn quyển sách luôn. Và có cái vấn đề là cái phòng nó khá là nhỏ. À, cái phòng nó khá là nhỏ. Cho nên tôi phải gì tạm thời để hết sách ở trên sàn nhà. Cái phòng không đủ lớn để mà giữ hết sách. Vậy là đúng hay sai mấy bạn? Cái phòng không đủ lớn. Cái phòng không đủ lớn. Sorry, the room isn't big enough to hold. To make matter worse, the room is rather more small. Nó nhỏ thôi chứ đâu có nói là không đủ đâu mấy bạn. Nó khá là nhỏ nên tạm thời là để ở trên sàn nhà. Rồi sợ và ngay ngay lúc này đây thì nó đã đầy trên sàn nhà và tôi thật sự là phải đi phải đem chúng to get in or out of the room. Tức là mang bớt ra ngoài á. Vậy câu này sai. Câu này đúng các bạn. Cái phòng nhỏ không chứa đủ nên đem ra ngoài. Rồi câu 3 nè. The writer has more than one bookcase. Cái người viết này có hơn một cái kệ sách. Đâu rồi, kệ sách thì mình đọc tiếp với bạn. My sister helped me to carry one of my old bookcase. Đây nè. Chị tôi giúp tôi mang một trong những cái kệ sách cũ của tôi, một trong những, vậy có nghĩa là nhiều bookcase đó mấy bạn. Vậy là câu này đúng ha, more than one, có hơn một là đúng rồi. Rồi câu 4 là the writer has a beautiful cabinet. Có cái cabinet là cái gì mấy bạn? Cabinet là tấm thảm đẹp. Rồi she went into my room and got a big surprise when she saw all the books on the floor. Cô ấy rất là ngạc nhiên luôn khi mà thấy nguyên một cái đống sách trên sàn nhà. Đây là một cái sàn nhà, ý nó là cái sàn nhà bằng sách đó mấy bạn. Ý nó là cái sách nó phủ lên sàn nhà cho nên cái sàn nhà đó nó giống như một cái cabinet vậy đó. Những cái quyển sách đó nó giống như cái cabinet. Vậy thì cái writer có một cái beautiful cabinet đúng không bạn? Cái này là cái cách nói móc mấy bạn, nói móc, nói bóng nói gió. Ý nó là sách phủ đầy nhà nó thành một cái cabinet cho nên cái câu này hoàn toàn sai, có một cái cabinet nào đẹp đâu. Nguyên một cái đống sách hỗn độn như vậy cho nên câu này sai mấy bạn. Mấy bạn phải hiểu như vậy nha. Nó nói móc á, trời ơi, đây là cái sàn nhà đẹp nhất mà chị từng thấy luôn á ha. Cabinet gì? Read the cabinet đây nè. Đọc cái sàn nhà. Đọc cái tấm thảm, đọc gì mà đọc. Thảm này là ý nó là ám chỉ mấy quyển sách nha. Rồi, chị của cô ấy không dường như là không có ngạc nhiên chút nào khi mà vô phòng mấy bạn. Trời ơi, big surprise, câu này false đúng không? Rồi, mấy bạn sang phần viết lại câu ha, make the questions, đặt câu hỏi for the following sentences với những câu sau đây, use the given question words là với những cái từ hỏi được cho sẵn ha. Ví dụ ở đây là why nè. Rồi mấy bạn xem coi, I had to
go to the police station last week. Tôi phải đến đồn cảnh sát vào tuần trước. Vậy là mấy bạn thấy đâu, mấy bạn phải cẩn thận khi mà đặt câu hỏi. Thứ nhất, chúng ta phải xác định gì? Thì. Ha, đây là thì gì? Quá khứ nè, last week. Với lại chữ had nè. Vậy thì bắt đầu bằng chữ why đúng không? Vậy khi mà quá khứ, câu hỏi quá khứ thì là why, từ hỏi cộng cho did cộng chủ ngữ cộng động từ nguyên mẫu, vậy là why did, và chữ I biến thành chữ you mấy bạn. Why did you have to? Nhớ chưa? Chữ have này phải biến thành nguyên mẫu mấy bạn. Biến thành nguyên mẫu cho nên mấy bạn phải ghi là gì? Cô đọc cho mấy bạn thôi nha. I, sorry, why did you have to? Chữ have này, ở chữ has này biến thành chữ have mấy bạn. Have to. Được chưa? Ai cô có câu này. Đấy. Why did you have to go to the police station? Rồi, tiếp theo. You must leave soon. They must leave soon là họ phải rời đi sớm. Vậy là khi nào thì họ rời đi? Soon này là không còn ở trong câu hỏi nữa, bởi vì đây là câu trả lời thì mất đi rồi. Vậy là when gì mấy bạn? When must they leave? Vậy thôi. Chữ must thì chỉ cần đem ra là được, đứng trước đây là được. Ha, nó giống như chữ can vậy đó, nó dạng như vậy á. Ha, when must they leave? Khi nào thì họ phải rời đi? Chữ soon này bỏ nha, bởi vì nó là câu trả lời. Rồi how long? How long, cái này là has, là hiện tại đơn mấy bạn. Vậy là how long gì? Does change. Và khi mà có chữ does rồi, chữ has sẽ biến thành chữ gì mấy bạn? Chữ has sẽ biến thành chữ gì? Have, động từ nguyên mẫu. How long does change have to go away? For a long time là câu trả lời biến đi, biến mất đi ha. Rồi ought to, bạn cần phải luyện tập. Need to cộng động từ nguyên mẫu là cần phải làm gì đó. Luyện tập, thực luyện tập tiếng Anh một cách thường xuyên. Chữ thường xuyên là bỏ ha. Vậy là how often? How often gì? Đem chữ ought to. Cái chữ must với chữ ought to nó giống nhau mấy bạn. Vậy là how often mình chỉ cần đem trước động từ. Động từ đang đem đem động từ đem trước chủ ngữ là được. Rồi how often ought I to practice English? Tôi cần phải luyện tập tiếng Anh thường xuyên như thế nào? Ha, như thế nào? Rồi đem chữ ought ra đằng trước mấy bạn. Và chữ you ở đây mấy bạn sẽ chọn thành chữ I nha, bởi vì khi mà câu trả lời là chữ you thì mình phải viết thành chữ I thì nó mới hợp lý. Tôi hỏi ai đó và người đó sẽ trả lời thì người đó sẽ dùng lại là chữ you. Ha, còn ngược lại nếu câu trả lời là ai thì khi đặt câu hỏi phải là you mấy bạn. Rồi what time? Chúng tôi phải về nhà sớm. Vậy là what time gì? What time gì mấy bạn? What time do you have to go home? Bạn, chữ we này mấy bạn biến thành chữ you. You ở đây là các bạn đó nha, không phải là một người đâu. Nhiều người đó. Mấy giờ chúng tôi phải về nhà sớm thì là mấy giờ các bạn phải về nhà? What time do you have to? Đây là thì hiện tại đơn, ta dùng do là được rồi. Do you have to go home? Rồi children mustn't see that film, trẻ con không được phép xem cái phim đó. Mustn't nè mấy bạn. Vậy là why? Why gì mấy bạn? Why mustn't? Why mustn't chỉ cần đem ở đằng trước chủ ngữ là được. Why mustn't children see that film? Tại sao bọn trẻ không được phép xem phim đó ha? Vậy là nhắc lại là chữ must nè, hay là mustn't nè, chữ ought to á, thì những cái từ đó khi đặt câu hỏi chúng ta chỉ cần đem ra trước chủ ngữ là được. Nó giống như chữ can vậy mấy bạn, nó thuộc nhóm động từ, nó thuộc gần thuộc nhóm động từ khiếm khuyết á mấy bạn. Rồi anh ta sẽ phải đi đâu đó trong một vài ngày. Vậy là đây là thì hiện tại đơn mấy bạn, chữ will á, hai chữ l mà như thế này, hai chữ L là chữ will. Vậy là tương lai đơn. Vậy là where will gì mấy bạn? Công thức là gì? Where will he have to go? Công thức là will cộng chủ ngữ cộng động từ ha, chữ will đem ra nè. Cái này viết tắt đó mấy bạn. Thì tương lai đơn. Rồi. Câu cuối cùng, you should do something to help homeless people. Mấy bạn biết cụm từ homeless people không? Vô gia cư mấy bạn, người vô gia cư.
bạn cần phải làm gì đó để giúp những người vô gia cư. Vậy là gì? What gì mấy bạn? Chúng ta cần làm gì để mà giúp người vô gia cư? Và chữ du ở đây mấy bạn sẽ biến thành chữ gì cho hợp lý mấy bạn? Chữ quy. Oh my God. Vậy thì ở đây mấy bạn sẽ viết thành chữ gì ở đây? Đây. What should I do? Mấy bạn dùng chữ I cũng được hoặc dùng chữ we cũng được mấy bạn. Ha, chữ you ở đây mình có thể hiểu một người hoặc là nhiều người trở lên, hai người trở lên cũng được. Cho nên chữ động từ ở đây I cũng được hoặc là you cũng we cũng được. Rồi, tôi cần làm gì? Đem chữ should ra là được. Vậy là should cũng giống như mấy từ kia ha. What should I do to help the homeless people? Hoặc là what should we do to help homeless people? Ha. Rồi xong cái phần viết lại câu. Tóm lại là cái phần đặt câu hỏi cho một cái loại động từ đặc biệt gặp trong bài này, đó là dạng như động từ khiếm khuyết. Chúng ta chỉ cần mang gì? Mang ra đứng trước chủ ngữ là xong mấy bạn. Đó là cái nội dung grammar của bài bài 3 đó.